Chị cho em hỏi đây, mình có cầm đồ đúng không chị? Đúng rồi, ở đây chị cầm đủ thứ hết trơn em. Cầm mạch xe nè, cầm xe nè, laptop nè, điện thoại nè, em muốn cầm gì? Chị chỉ cầm này cho em mà. Cầm con cu, 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 cầm con. Jesus Christ, great.